Ngày hôm nay Phí Minh Long bắt thầy cho Văn Công chứ không phải là Bùi Tiến Dũng. Rất nguy hiểm. Bóng đã được phá lên. Rất hay. Và vẩy má ngoài rất hay của Đinh Thanh Trung dành cho Hoàng Vũ Samson. Rồi. Và dứt điểm đầu tiên của Hoàng Vũ Samson trong trận đấu ngày hôm nay. Đường truyền cho Hoàng Vũ Samson. Goal! Vào! Rất đáng tiếc. Một thoáng sơ sẩy thôi nhưng hàng phòng ngự của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội suýt chút nữa đã phải để thua. Phí Minh Long đã chơi tốt trong tình huống vừa rồi. Hồng Sơn. Rất nguy hiểm. Một quả phát bóng lên dành cho câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Ở mùa giải năm nay, Phí Minh Long không được thi đấu nhiều. Dẫu vậy thì cảm giác bóng của Phí Minh Long vẫn là khá tốt. Quả ném biên rất mạnh của anh Hùng. Cơ hội! Đinh Thanh Trung. Quả tạt của Thanh Trung. Hà Minh Tuấn. Dứt điểm. Không vào. Tiếp tục là một pha dứt điểm vẫn không vào. Quá đáng tiếc dành cho Quảng Nam. Đinh Viết Tú. Rodrigo đánh đâu, có vào. Thêm một lần nữa Phí Minh Long đã chơi xuất sắc. Lại là pha đấm bóng của Phí Minh Long. Đinh Thanh Trung, coi. Tuyệt vời. Một pha bay người cản phá xuất sắc của Phí Minh Long. Có thể nói nếu cứ thi đấu như thế này thì có lẽ cơ hội dành cho Bùi Tiến Dũng là không nhiều. Những pha bay người cản phá xuất sắc của Phí Minh Long. Đinh Thanh Trung. Dứt điểm. Tỷ số đã được rút ngắn xuống còn 1-2. Cuối cùng thì Phí Minh Long đã bị đánh bại. Và lắc bóng của Đinh Thanh Trung. Cơ hội! 2-2. 2-2 dành cho Quảng Nam. Có lẽ bóng tình huống vừa rồi đã kẽ chạm chân của Văn Kiên.